quý vị, cuối giờ chiều qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trình chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Hiện nay, công tác phòng chống dịch tại các quận huyện tiếp tục được tăng cường theo quy định mới của thành phố, nhất là siết chặt đảm bảo an toàn tại các chợ, điểm cơ sở kinh doanh. Công tác tiêm chủng tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiểm soát lượt người tại các điểm đến bằng mã QR diễn ra cơ bản ổn định. Thành phố đang tiếp tục xây dựng phần mềm để kiểm soát, giám sát quá trình các tài xế tham gia luồng xanh ra vào các cửa ngõ trên địa bàn. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố tuy cơ bản đã được kiểm soát, nhưng các ban ngành địa phương không được phép chủ quan lơ là các công tác phòng chống dịch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, một trong những vấn đề hiện nay các đơn vị cần đặc biệt lưu tâm đó là kiểm soát chặt chẽ đối với người và phương tiện ra vào thành phố. Thành lập một cái trung tâm xử lý đối với các phương tiện và người vào thành phố chúng ta. Có quyết định hẳn hoi và phân công trực 100%. Và chúng ta cũng xác lập theo các cái group mạng như chúng ta đang Covid này, nhưng có thể thành lập một cái nhóm khác để đừng nó quá nhiều thông tin vô là xử lý nó không được. Cho nên là thành lập một cái nhóm đó để mà chúng ta xử lý và cương quyết xử lý triệt để cái nội dung này, và anh nào mà chống chế vi phạm là tột cùng cho tôi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đề nghị các địa phương kích hoạt lại và kiện toàn các tổ COVID cộng đồng, thường xuyên có kiểm tra đối với hoạt động của các tổ COVID, ra soát lại lượng người chưa tiêm vaccine, tổng hợp báo cáo cho Sở Y tế thành phố, đồng thời tiếp tục lên danh sách các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để thành phố kịp thời hỗ trợ trong thời gian đến.